Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây đưa nguyên liệu từ châu Âu về Việt Nam sản xuất ma túy quy mô lớn do người tên Trí Cá Voi cầm đầu. Trước đó, hôm 20 tháng 4, hàng trăm trinh sát điều tra viên của các phòng nghiệp vụ Công an quận Bình Thạnh, Công an huyện Hóc Môn ập vào nhiều địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh khám xét, bắt giữ hàng chục người trong đường dây sản xuất thuốc lắc do Trí cầm đầu. Trong đó, một địa điểm trên địa bàn quận 4, Công an phát hiện nhiều máy móc, dụng cụ thí nghiệm hóa học được Trí sắp đặt trong căn phòng làm nơi nghiên cứu sản xuất thuốc lắc. Trong đêm 20 tháng 4, Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi cất giấu, bào chế, đóng gói thuốc lắc của 16 người đều cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an phát hiện thu giữ hơn 16.000 viên thuốc lắc thành phẩm, hàng trăm kg chất hóa học các loại là nguyên liệu để pha trộn, bào chế thuốc lắc, nhiều máy móc, phương tiện và các tang vật khác có liên quan. Hiện cơ quan điều tra đã bắt tổng cộng 21 người, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram ketamine, 120 gói nước vui và 21 gói chứa chất tinh thể không màu và các viên nén các loại cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ quá trình bào chế, nghiên cứu sản xuất thuốc lắc.